Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chế độ ăn cho từng bệnh. Danh y Hải Thượng Lãn Ông nói, dùng thuốc chữa bệnh là hạ sách, nhưng mấy ai biết được điều này. Vì không biết nên khi bệnh là uống thuốc, miễn là có thuốc bỏ vào miệng, tây dược cũng được, đông dược cũng được. Đôi lúc còn uống thuốc theo tin đồn thật là nguy hại. Ai cũng biết thuốc là con dao hai lưỡi, nhưng còn nhiều người uống thuốc không theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Nhưng cũng có nhiều người không hề dùng thuốc trong hơn 20 đến 30 năm rồi. Gặp khi trái gió trở trời, chỉ cần điều chỉnh ăn uống một vài ngày là bình phục. Tiên sinh Osawa bỏ ra cả cuộc đời để nghiên cứu về tầm quan trọng của thức ăn trong kiến tạo sức khỏe và phát triển trí tuệ. Tiên sinh phát hiện ra rằng từ ngàn xưa, loài người đã sử dụng thức ăn quân bình âm dương và thuận tự nhiên, đó là gạo lứt và hạt cốc. Nhờ thế loài người mới phát triển, mới có trí tuệ, mới khôn hơn các loài vật khác. Ứng dụng những gì đã có, tiên sinh đã cứu rất nhiều người thoát khỏi lưỡi hái tự thân vì mắc bệnh nan y chỉ nhờ ăn gạo lứt và hạt cốc. Ngài đã đúc kết lại trong quyển Zen Macrobiotics. Tiên sinh bảo nếu đang ăn theo số 7, nghĩa là ăn 100% hạt cốc hoặc gạo lứt, thì không cần áp dụng những đề nghị dưới đây. Điều này cũng có nghĩa ăn theo số 7 có thể phục hồi sức khỏe và trừ mọi bệnh tật. Các trợ phương. Trợ phương 1, áp nước gừng. 200g gừng tươi dạ nghiễn đun sôi với 2 lít nước. Dùng khăn nhúng vô nồi nước gừng và vắt khăn ráo bằng đũa. Gấp khăn làm bốn đắp lên chỗ đau với độ nóng chịu được và phủ lên khăn nóng này một khăn khô khác để giữ nóng. Thay khăn đắp khoảng 5 lần 20 phút. Một ngày đắp từ 2 đến 3 lần. Trợ phương 2, dán cao khoai sọ. Khoai môn sọ cụ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ. Dạ nhuyễn, thêm 10% gừng tươi trộn đều. Thêm lượng bột cao lứt tương đương nếu cao quá nhão. Độ hỗn hợp này vô miếng vải dày 1,5cm, đắp lên chỗ đau, bó lại để không rớt và giữ 4-5 tiếng. Trợ phương 3, kem gạo lứt. Trang vàng một tách gạo lứt nấu với 2 lít nước trong 1-2 tiếng, lâu hơn càng tốt, lọc qua tray hoặc bằng vải thưa, lấy xác để làm bánh mì. Nước dùng buổi sáng cho người bệnh hoặc dùng buổi chiều cho người hay mệt mỏi. Trợ phương 4, tamari trứng. Cẩn thận đập vỡ một trứng gà có trống, sao cho hai phần vỏ trứng bằng nhau. Đánh trứng đều, đông đầy tương tamari vào nửa vỏ trứng, rồi trộn với trứng đánh tiếp. Đánh xong uống ngay không được nếm. Uống mỗi trứng một ngày trước khi đi ngủ và chỉ uống 3 ngày, tốt cho người bệnh tim trầm trọng. Trợ phương 5, nước bột sắn dây chín. Hòa tan một muỗng cà phê vung bột sắn dây với nửa muỗng canh nước. Thêm 250ml nước khuấy đều đun sôi nhẹ thấy trong là chín. Nêm một ít tương tamari cho vừa miệng. Nước này tốt cho mọi người, đặc biệt bệnh tiêu chảy và cảm lạnh. Uống nóng giữ cho cơ thể nóng, cho ra mồ hôi, không tiếp xúc với nước và gió lạnh trong vòng 1 tiếng. Trợ phương 6 là kem bột sắn dây. Tán 1 trái mơ muối 3 năm với 250ml nước. Xong thêm vào 1 muỗng cà phê bột sắn dây vụn, 1 muỗng cà phê nước cốt gừng tươi và 500ml nước, rồi đun sôi đến khi đạt lại. Nêm 3 muỗng cà phê tamari, rất tốt cho cảm lạnh. Uống nóng giữ cơ thể nóng cho ra mồ hôi, không tiếp xúc với nước và gió lạnh trong vòng 1 tiếng. Trợ phương 7, nước đậu đỏ. Sắc 1,5 lít nước với 1 muỗng canh đậu đỏ, xích tiểu đậu, còn lại nửa lít, thêm vào ít muối. Nước này rất tốt cho bệnh thận. Trợ phương 8, trà tamari. Cho 1 phần 10 tương tamari vào tách nước, rót 9 phần 10 nước trà ban chai vào sau. Nước này hữu hiệu trong việc xua tan mệt mỏi khi bị chấn thương và làm dịu cơn đau tim. Trợ phương 9 là ngâm mông. Nấu chín 2 hay 3 lá củ cải trắng nhật khô, 1 nắm muối với 4 lít nước, đổ ra chậu để một lát sao cho ngồi vào được vẫn còn nóng và nước ngập mông. Có thể ngâm mông với muối mà không cần lá cải. Đề nghị cụ thể cho từng loại bệnh. Bạch mì, bệnh gây ra do ăn quá nhiều thực phẩm âm, nhất là trái cây. Bỏ trái cây là hết bệnh. Thường thường những kẻ mắc bệnh xấu xí này đều rất bướng bỉnh và ít ai ưa, chỉ còn cách là ăn theo thực dưỡng. Bạch đới, thanh đới hay hoàng đới, bệnh này phổ biến dù cho giàu có, thông minh hay xinh đẹp, phụ nữ nào mắc bệnh này đều mất hạnh phúc. Thanh đới là loại âm nhất, ăn theo số 7 100% hạt cốc. Ngâm mông nước nóng, tức là làm theo trợ phương 9 15 phút trước khi đi ngủ trong ít nhất 2 tuần. Bại liệt trẻ em, đây là bệnh rất âm, tránh thực phẩm chứa nhiều vitamin C, đường, kali và chất chua, không dùng nước ép trái cây hay là món rau sống. Ăn theo số 7 với một ít muối mè và uống ít nước. Có thể ăn thêm cà rốt với củ ngưu bàn, những món ăn dương đều tốt. Bướu cổ lộ nhãn, dễ chữa bằng cách ăn gạo lứt muối mè. Băng huyết dễ chảy máu,
Đây là bệnh cực âm gây bởi những thức ăn thịnh âm như vitamin C, trái cây và rau sống. Ăn gạo lứt muối mè càng nhiều càng tốt. Bất lực dương suy. Ăn theo số 7 nghiêm ngặt vài tuần lễ, sau đó ăn theo thực dưỡng để thay đổi thể chất từ từ chậm mà chắc. Béo phì. Ăn theo số 7 với 30-60g củ cải sống cùng một ít muối mè ít nhất 1 tháng. Bệnh tim. Theo chúng tôi, bệnh này được xếp vào loại bệnh âm bởi vì tim là một trong những cơ quan dương nhất của cơ thể. Kẻ thù lớn nhất của nó là âm. Ăn theo số 7 nếu cần chữa nhanh. Dùng tamari trứng, tức là trợ phương 4 nếu khẩn cấp, ngày một lần trong 3 ngày thôi. Bạn sẽ ngạc nhiên trước sự phục hồi của mình. Bệnh thận. Có rất nhiều loại bệnh thận, nhưng không đủ chỗ để trình bày từng loại một. Nói chung, thận là một cơ quan rất dương, dương gấp 3 lần quả tim. Vì vậy, hầu hết bệnh thận đều là do ăn quá nhiều thực phẩm thịnh âm, và nhất là thức uống cực âm. Uống ít lại và ít lại để tránh thực phẩm thịnh âm, xem lại bản phân loại món ăn và thức uống theo âm dương trên kiến thức gia đình số 38 và nghiên cứu tài liệu về thực dưỡng. Đặc trị kem gạo là trợ phương 3, nước đậu đỏ trợ phương 7 với một nhúm muối. Nếu gây đau nhiều, áp dụng trợ phương 1 và 2. Món gây ra do ăn quá nhiều thực phẩm giàu yếu tố âm như là đường, vitamin C, trái cây, khoai tây, cà chua. Tránh những thứ này, bạn sẽ hết bệnh như thể vừa trải qua cơn ác mộng. Nếu ăn theo số 7 mà không mau lành thì bệnh nặng rồi. Bộ ruột của bạn, gốc rễ sự sống, hiện bị tê liệt và không còn co giãn. Hãy kiên nhẫn chờ vài ngày, nếu không vài tuần, đừng lo lắng vì thức ăn thực dưỡng không bao giờ tạo men độc hại khi còn ở trong đường ruột. Miễn là có một cái hậu môn và ăn uống được thì bạn không cần sợ hãi gì. Cái gì cũng khởi đầu tất có kết thúc. Khi bộ ruột phục hồi, tính co giãn nguyên thủy của nó, thì sự bài tiết tự nhiên sẽ hoạt động lại. Mông võng mạc. Ăn theo số 7 và không uống chút nước nào trong vài ngày, bạn và bác sĩ sẽ ngạc nhiên bởi cách chữa bệnh tự nhiên này. Chính bạn phải khám phá cách chữa bệnh cực kỳ đơn giản này nếu mình muốn sống một cuộc đời vui tươi, hạnh phúc và thú vị. Nhờ học hỏi, bạn ngạc nhiên hiểu vì sao y học đối chứng không thể chữa lành một bệnh đơn giản như thế. Cận thị. Hầu hết cận thị đều do tăng đường kính mắt, điều kiện âm. Những loại cận khác do tăng độ khúc xạ của thủy tinh thể, có thể do sử dụng thức ăn và thức uống thịnh âm hoặc thịnh dương. Tất cả các loại cận thị đều có thể chữa lành bằng cách ăn theo thực dưỡng, ăn uống quân bình âm dương. Cảm cúm. Kem gạo lứt trợ phương 3, nước bột sáng dây trợ phương 5 và kem bột sáng dây trợ phương 6. Nếu bị cảm nặng thì dùng trà mư làm từ 15 vị thảo dược. Những người thực dưỡng đúng không bao giờ bị bệnh này. Cho từng bệnh. Chàm bội nhiễm, ăn theo số 7 triệt để với uống nước càng ít càng tốt mà không cần thêm bất kỳ cách chữa nào. Bệnh này tất cả đều do thận bị bệnh và làm việc quá tải. Đái dầm. Ngưng ăn đồ giàu vitamin C, kali hay phosphor. Không nước, nước ép, khoai tây, cà chua, các loại cà, cam hay bưởi. Ăn theo số 7, ăn 100% hạt cóc với một ít muối mè. Bạn có thể chữa lành bệnh này trong 10 đến 24 tiếng đồng hồ. Sau khi hết đái dầm rồi, hãy thử ăn một củ khoai tây, cà chua, cam hay bánh ngọt bất kỳ, bệnh sẽ tái phát tức khắc. Đau dạ dày. Trà tương kem bột sáng dây là trợ phương 6 hay áp nước gừng trợ phương 1 và giáng cao khoai sọ trợ phương 2. Ăn bột gạo lứt khuấy chín với một ít muối mè. Đau mắt hột, ăn theo số 7 với một ít muối mè, kem gạo lứt trợ phương 3 với teca món cao thực dưỡng, áp nước gừng trợ phương 1 và giáng cao khoai sọ trợ phương 2. Đau răng, áp bột dentite vào răng hay lợi, không dùng thức uống âm. Động kinh, chưa có bác sĩ nào chữa được bệnh này. Chúa Giêsu trị bệnh này dễ dàng bằng cầu nguyện và nhịn ăn. Phu nhân tôi thường chữa lành nó trong vòng 3 ngày. Cách chữa dễ nhất và nhanh nhất là ăn theo số 7 và không uống nước trong vài ngày. Đục thủy tinh thể, do ăn quá nhiều đường và vitamin C trong thời gian dài, ăn theo số 7 và muối mè. Gầu, gầu là bước đầu tiên tới bệnh tâm thần. Do ăn quá nhiều món âm như đường, vitamin C, trái cây, rau sống, giàu kali và phốt pho hoặc uống nhiều nước, ngưng những thức ăn âm là bệnh tự lành mà không cần chữa trị khác. Giang mai, bệnh này chỉ lây nhiễm cho người có thể chất âm. Dễ chữa vì khuẩn xoắn gây bệnh giang mai rất âm, nên nó kỵ muối, ăn theo số 7. Ho, bao gồm ho gà, ho lao và hen suyễn. Ăn theo số 7 với một ít muối mè, bất cứ chứng ho nào cũng có thể chữa dứt trong vài ngày. Ngay cả hen suyễn đến 20 năm. Uống trà củ sen và nước ép củ sen tươi. Dùng ngoài, áp nước gừng trợ phương 1, ngâm mông gừng. Hoang tưởng. Cơ bản loại tâm thần phân liệt là bệnh cực âm. Bệnh nhân bị hút dữ dội bởi những yếu tố dương nên sinh ra quá khích, hung dữ và sát nhân.
nên ăn theo số 7 và không ăn uống đồ dương. Huyết áp cao, đây là bệnh cực âm gây bởi những thức ăn thịnh âm như vitamin C, trái cây và rau sống. Ăn theo số 7 với càng nhiều muối mè càng tốt. Huyết áp thấp giống như huyết áp cao. Kiết lỵ trẻ em do dùng quá nhiều vitamin C và trái cây. Ăn theo số 7 và dùng nước bột sắn dây trợ phương 5, kem bột sắn dây trợ phương 6. Kinh nguyệt không đều, đau bụng kinh. Ăn theo thực dưỡng theo số 7, số 6 là 90% hạt cốc, 10% rau củ, hoặc số 5, 80% hạt cốc, 20% rau củ, trà mưa, 15 vị thảo dược, uống ít ngâm mông theo trợ phương 9. Lao phổi, tuberculosis, tét ca số 1. Món ăn nấu trong nhiều giờ, gồm củ ngưu bàng, củ sen, cà rốt, gừng, tương miso và dầu mè. Lao ruột, tét ca số 2, món ăn nấu trong nhiều giờ, gồm củ ngưu bàng, củ sen, cà rốt, tương miso và dầu mè. Lậu, người thực dưỡng không hề mắc phải bệnh này hay các bệnh da liễu khác. Ăn theo số 7 với càng nhiều muối mè càng tốt trong 1 hay 2 tuần. Có thể dùng các thức uống dương như là trà gạo lứt, cà phê Osawa, bột coco, trà ngải cứu, trà mư, trà bancha, nước mơ muối, kem bột sáng dây trợ phương 6. Mất ngủ, ăn theo số 7 triệt để, uống một cốc trà tương trợ phương 8 trước khi đi ngủ. Nhức đầu, chứng này cảnh báo xuất huyết não chấn phát. Nó gây bởi thực phẩm giàu yếu tố âm. Uống thuốc giảm đau như aspirin là tự sát. Bạn đang che giấu bệnh của mình bằng cách làm tê liệt hệ thần kinh, lụy tuyến phòng vệ hàng đầu của cơ thể. Chứng nhức đầu cảnh báo cơ thể nhiễm quá nhiều axit và nguy hiểm đã thâm nhập vào sở chỉ huy tính trạng. Aspirin là một axit rất mạnh như bao vitamin. Nhai một muỗng canh muối mè tỷ lệ 1 muối 5 mè. Những thức uống có ích: cà phê Osawa, bột coco, trà mưa 15 vị thảo dược, trà tương trợ phương 8, nước bột sáng dây trợ phương 5, kem bột sáng dây trợ phương 6, kem gạo lứt trợ phương 3, trà củ sen ngâm mông gừng trợ phương 9, áp nước gừng trợ phương 1. Ốm nghén, phụ nữ thực dưỡng không bao giờ mắc chứng này. Parkinson liệt trung có hai loại âm và dương, loại âm biểu hiện từ trung nhẹ, loại dương thì trung mạnh. Loại âm chữa bằng ăn theo số 7 với một ít muối mè và uống ít nước. Loại dương chữa bằng ăn theo số 5 hay số 4, tức 70% hạt cốc, 20% rau củ và 10% canh mà không ăn muối mè và nước uống chừng mực. Phong cùi, giống như ung thư, bệnh này rất là dễ chữa. Nó chỉ tấn công những ai có thể chất bẩm sinh tốt. Nguyên nhân là dư quá nhiều âm giống như ung thư. Ăn theo số 7, uống nước rất ít, áp nước gừng theo trợ phương 1, dán cao khoai sọ theo trợ phương 2. Phỏng, ăn theo số 7, không uống chút nước nào trong vài ngày, thay dầu mè, mơ muối rất có ít, 1 hay 2 trái mỗi ngày. Rụng tóc, gầu và hói đầu, do ăn uống quá nhiều món âm, vitamin C, trái cây, đường, rau sống, uống quá nhiều nước, món giàu potassium tức là kali hay phốt pho. Ngưng những món này, bệnh sẽ lành mà không cần chữa. Khi hoàn toàn lành rồi, hãy thử thí nghiệm chơi, dùng một trong những món âm như là trái lê, vài quả cà chua, giấm hay mật ong trước lúc đi ngủ. Sáng hôm sau bạn sẽ giật mình khi thấy tóc rụng gấp 10 lần trên gối và trong lược so với ngày trước. Mọi mỹ phẩm, thuốc nhuộm, dầu gội cũng như lược và bàn chải bằng nhựa đều rất âm. Các trợ phương. Trợ phương 1, áp nước gừng, 200g gừng tươi dạ nhuyễn đun sôi với 2 lít nước. Dùng khăn nhúng vô nồi nước gừng và vắt khăn ráo bằng đũa, góp khăn làm 4 đắp lên chỗ đau với độ nóng chịu được và phủ lên khăn nóng này bột khăn khô khác để giữ nóng. Thay khăn đắp khoảng 5 lần 20 phút, một ngày đắp 2 đến 3 lần. Trợ phương 2 là dán cao khoai sọ, khoai môn sọ cổ nhỏ rửa sạch và gọt vỏ giã nhuyễn, thêm 10% gừng tươi trộn đều, thêm lượng bột cào lứt tương đương nếu ăn quá nhão. Độ hỗn hợp này vô miếng vải dày 1,5cm, đắp lên chỗ đau, bó lại để không rớt ra và giữ 4-5 tiếng. Trợ phương 3, kem gạo lứt, rang vàng một tách gạo lứt nấu với 2 lít nước trong 1-2 tiếng, lâu hơn càng tốt, lọc qua rây hoặc bằng vải thưa, lấy xác để làm bánh mì, nước dùng bữa sáng cho người bệnh hoặc dùng buổi chiều cho người hay mệt mỏi. Trợ phương 4, nước bột sáng dây chín, hòa tan một muỗng cà phê vung bột sáng dây với nửa muỗng canh nước, thêm 250ml nước, khuấy đều, đun sôi nhẹ thấy trong làm chín, nêm một ít tương tamari cho vừa miệng. Nước này tốt cho mọi người, đặc biệt bệnh tiêu chảy và cảm lạnh. Uống nóng giữ cơ thể nóng cho ra mồ hôi, không tiếp xúc với nước và gió lạnh trong vòng 1 tiếng. Trợ phương 5, kem bột sáng dây, tán một trái mơ muối 3 năm với 250ml nước, xong thêm vào một muỗng cà phê bột sáng dây vun, một muỗng cà phê nước cốt gừng tươi và 500ml nước, rồi đun sôi đến khi đạt lại, thêm 3 muỗng cà phê tamari, rất tốt cho cảm lạnh. Uống nóng giữ cơ thể nóng cho ra mồ hôi, không tiếp xúc với nước và gió lạnh trong vòng 1 tiếng. Trợ phương 6, nước đậu đỏ, sắc 1,5 lít nước với một muỗng canh đậu đỏ, xích tiểu đậu còn lại nửa lít, thêm vào ít muối. Nước này rất tốt cho bệnh thận. Trợ phương 7, trà tương tamari, cho 1/10 tương tamari vào tách nước.
rót 9 phần 10 nước trà bancha vào sau. Nước này hữu hiệu trong việc xua tan mệt mỏi khi bị chấn thương và làm dịu cơn đau tim. Trợ phương 8 ngâm mông, nấu chín 2 hay 3 lá củ cải trắng, nhật khô. Một nắm muối với 4 lít nước đổ ra chậu để một lát sao cho ngồi vào được. Vẫn còn nóng và nước ngập mông có thể ngâm mông với muối mà không cần lá cải. Ha ha ha, 问什么的说